1 2 3 4 5 6 7. Anh Quảng xin chào toàn thể các bác nhá. Thì này, hôm nay cái nô vàng Hugo này nó mới về được mấy chục con, nên em cũng test thử luôn con Hugo V6 cho các bác nghe cùng thưởng thức cái chất âm của con vàng này nhá. Em sẽ cao đoạn karaoke cho các bác cùng nghe nhá. Em hát trên cặp loa hình con rơi đó. Một cặp loa đấy và một cặp BK và chỉ vậy thôi ạ. Và cái mic thì mic cái Beyer 790. Vâng, em thử hát cho bác cùng nghe nhé. Các bác có nhu cầu sử dụng những sản phẩm karaoke thì liên hệ ngay cho em Quảng nhá. Vang số này, vang cơ này, các loại loa mic, rồi cục đầy, và em hỗ trợ setup cho các bác. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi phai vào sương gió, những đêm mưa tên nhỏ gợi nhớ tuổi học trò. Tâm tình thường hành mò, rừng tháng về chung phố, những lúc trời chiều đổ. Cái bản V6 này ấy, là cái bản nâng cấp, và bản nâng cấp của con vàng số X5-X6 đấy các bác. Đấy, với cái bản nâng cấp này thì nó sẽ cho độ bền và độ ổn định hơn này. Cái tiếng echo gì vật nó mềm và nó quẹn hơn so với dòng X5. Đấy, phần mềm thì vẫn giống X5 thôi. Đây, phần mềm của Hugo V6 đây, nó vẫn sử dụng chung phần mềm của con X5 thôi. Đấy, nhưng nó bản nâng cấp là nâng cấp cái gì? Nâng cấp cái phần nguồn. Đấy, phần nguồn của con này nó chạy sẽ mát hơn, bền hơn so với X5 rất rất là nhiều luôn. À, X5 thì rất hay lỗi cái phần nguồn. Đấy, nên cái phiên bản Hugo này họ đã nâng cấp lên và cải tiến lên, giúp cho con vàng Hugo này nó chạy bền bỉ hơn. Đấy, và mát hơn. Cái chất âm của này thì
nó nhìn hơn với con X5 một chút chút thôi đấy, và giá thành của nó cũng sẽ cao hơn so với con X5. Bình thường con X5 và X6 họ đã đang bán, anh em đang bán khoảng 2,3 triệu 2,4 triệu gì đấy. Và với con Hugo V6 này em sẽ bán cho các bác với giá là 2,6 triệu ăn nhầm 2,4 triệu 2,4 triệu và cái giá này thì chưa có tiền cước đấy. Nếu mà các bác muốn em bao ship cho các bác thì em cộng cho các bác thêm 50.000 nữa là 2,450,000 là em bao ship cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và em sẽ cài đặt sẵn cho các bác 4-5 cấu hình để cho các bác về chỉ việc gọi ra để các bác sử dụng thôi. Và sẽ có những video hướng dẫn chỉnh tay con vang số này cho các bác nào mà không có máy tính, và những bác nào có máy tính cũng sẽ có những phần, những có những cái hướng dẫn để chỉnh cho các bác trên máy tính. Và giờ đây em xin dừng video ở đây. Các bác có nhu cầu sử dụng những sản phẩm vang số thì liên hệ trực tiếp cho em Quảng theo hai cái số điện thoại trên tấm biển trên này. Và giờ đây em xin dừng video tại đây nha. Các bác ủng hộ em bằng bút like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Rồi em xin dừng tại đây nha.